Xin kính chào quý vị. Hải Cơ Minh đang có mặt ở khách sạn Le Monde Hotel ở thủ đô Phnom Penh tối ngày 7 tháng 11 2017, phòng 702 nữa quý vị. Bước vô là có cái ổ cắm điện thẻ từ. Đây có restroom. Đi xem khách sạn 3 sao ở Campuchia. Có khăn tắm WC ở bồn tắm, vòi sen. Ok. Có máy sấy tóc. Có kem đánh răng bằng chải xà bông, dầu gội đầu. Đây, coi cái tủ áo nè. Và đây có cái két sắt. Mình bỏ đồ quý giá, mình cài password nó vậy. Đây, đây có bộ áo mặc ngủ nè. Có đôi dép đi trong phòng. Đây là có bảng giá giặt ủi. Đó. Rồi, bước này là có cái tủ rác bằng may rất là đẹp. Đây có bình nước nóng pha cà phê. Ba chai nước suối miễn phí vậy. Cà phê, trà miễn phí. Có hộp điều này. Hộp điều với đây hạt chắc là phải trả tiền nè. Có bảng giá là gì. Có cái màn hình tivi xem. Đây giường ngủ. Đây có điện thoại bàn. Có quét sân nè, có cây bút, tờ giấy nháp viết nè. Ok, gói ngủ. Nệm rất là dày nha quý vị. Dày lắm, cái này nằm im. Rồi, trên phòng thì có treo hai bức tranh. Một bức nói về cảnh miền quê Campuchia nè. Đó, nhà sàn, bò, kéo đó. Gợi nhớ cái hình ảnh đất nước, chùa tháp xưa. Rồi, bức bên đây là đường quê. Đó, với xe bò, cảnh cây thúc nốt. Đó. Và đây là cửa sổ và nhìn ra ngoài trung tâm của thủ đô Phnom Penh. Đây nhìn xuống phố này. Đây là phòng lầu 7. Đây là toàn cảnh thủ đô Phnom Penh buổi tối. Giờ là gần 9 giờ tối nha quý vị. Phố xá vẫn còn người đi qua đi lại. Thấy xe túc túc quá vậy. Cái điều đường bên kia cũng là cái khách sạn. Đó. Hải Cơ Minh đã có mặt ở thủ đô Phnom Penh tối ngày thứ ba 7 tháng 11 2017, và chương trình ngày mai sẽ tham quan hoàng cung rồi đi về cố đô Siem Reap cách đây 300 cây số. Tối mai Hải Cơ Minh sẽ ở thủ đô Siem Reap, cố đô ngày xưa đó, nơi có đền thờ Angkor, Đế Thiên, Đế Thích, là di sản văn hóa của thế giới quý vị. Và
một trong những cái kỳ quan đền Thạch Rum. Hãy cô Minh sẽ cập nhật để cho quý vị theo dõi du lịch Campuchia trong hành trình 5 ngày từ Sài Gòn qua cửa khẩu Một Bài Tây Ninh đó, rồi qua thủ đô Phnom Penh, rồi đi về Siem Reap 2 đêm. Kết thúc của hành trình để quý vị hiểu thêm về du lịch Campuchia. Khi về Việt Nam quý vị nhớ đi thử một chuyến. Đây là cái tủ lạnh này, ở trong này có gì nha. Rồi, thì có ngăn đá nè, có bia ăn cò, đó hai loại, cái extra nước suối với lại coca. Đó, nói chung đi du lịch như vậy là được rồi gì ha. Chương trình TV xem. Đây là máy lạnh tổng đó gì. À, mình có thể điều chỉnh độ lạnh. Ok. Hẹn gặp lại quý vị. Good night. See you.